Alo, đây, chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn plan một bước ảnh. Đây là sau khi mình bước, đây là trước khi, đây là sau khi. Để plan được bức ảnh như này thì mình sẽ phải có một chút kỹ năng về những công cụ cơ bản trong Photoshop, Layer Mask và một số kỹ thuật tách vùng nền cơ bản. Thì bây giờ mình sẽ đưa bức ảnh Photoshop đúng không? Mình dùng công cụ Pen Tool, mình sẽ vùng chọn như này. Những vùng chọn là mình có thể chọn được sát thì mình cố gắng mình chọn, có đến vùng chọn tóc mình tóc thì mình sẽ khoanh lớn ra để xéo lớn, mình sẽ tạo vùng chọn riêng. Ok như này đó. Thì bây giờ sau khi mình chọn vào pen tool, mình nhấn Ctrl Enter để đưa nó về chế độ vùng chọn, không không phải là loại pen tool lens nữa, thì đưa về chế độ vùng chọn để mình kích vào mình là tool, mình kích vào chỗ edit đây, đây edit. Thì mình có thể tách được kỹ hơn về cái tóc. Rồi sau khi kích vào thế này, mình sẽ dùng phóng to đầu bút ra, bằng nhớ phím hoặc vuông đó. Rồi mình sẽ khoanh vào những cái vùng bên cạnh vùng tóc để cho chất lọc màu lọc đi. Ok. Mình có thể cho nhỏ đầu bút lại bằng phím gác và phím mở hoặc vuông và phím đóng hoặc vuông nha. Ok. Đây vùng mềm một chút. Rồi, về cơ bản thế này là ok. Ngồi là hơi bị giật một chút. Thì mình sẽ trong này mình có Smart Mode gọi là chế độ chọn thông minh, ra nút là một đô rồi. Nghĩa là mình càng tăng lên thì nó sẽ ăn sôi ra. Đúng không? Tăng lên. Bây giờ mình tăng này. Thì sẽ ăn sâu và mất hết những chi tiết ở da đây. Rồi. Mình lên để sẽ mặc định. Đúng không? Để mặc định. Rồi mình sẽ chọn vào lưu layer để sẽ copy ra một layer mới và giữ lại cái layer gốc. Cái thông số thì các bạn giữ nguyên, các bạn cứ để nguyên như này cho mình. Đúng không? Hoặc là có thể tích vào remember setting để nhớ lại những lần lần sau mình sẽ không phải nhân số này nữa, mình nhấn ok. Rồi bây giờ thì mình đã có một phông nền mới, chờ một chút máy nó bị đưa rồi. Thì ở để làm cái da này thì đầu tiên mà mình sẽ làm những cái hiệu ứng trước, đó là cái hiệu ứng bay này, làm biến đúng không? Sau đó mình sẽ ghép ghép những cái vết lứt này vào mặt. Rồi còn cái blend ra rồi giết rồi tẩy mụn để miếc nhá. Rồi đưa Photoshop, mình bật Photoshop bị lờ lâu quá, đợi chút. Rồi sau khi tách tiếp tiếp tục thì mình được này, bài tốt thì mình cũng làm qua, mình không làm kỹ được đây, nó sẽ hơi bị lỗi đây. Anh em mình ta chọn vào cái, mình chọn vào cái lưu layer mask thì nó sẽ hay hơn, để mình có thể giữ lại những phần mà mình vừa xóa. Ok, bật vào đây, đây là Ctrl Z mình làm lại, đây mình sẽ làm lại cái công cụ. Cho nhỏ lên một tí. Rồi, mình chỉ chọn lưu layer mask đúng không? Để tạo ra một cái layer mask. Đó. Ví dụ như là lúc này thì cái này nó của mình, lông mi này của mình nó bị mất, thì mình có thể kích vào layer mask. Đó, chọn đây là màu đen, mình để màu trắng. Thì ngược màu của nó, mình chọn công cụ brush, ngược màu của nó nghĩa là lấy lại lịch sử. Còn về cùng màu, ví dụ như ở đây màu đen, ở đây màu đen thì mình sẽ là xóa đi đó. Đó thì cơ bản các bạn đã biết rồi, nói qua rồi. Tiếp sẽ là xong rồi, mình sẽ blend bức cái này. Đầu tiên em blend mình sẽ Ctrl G lên đó. Khi mà bức ảnh của Ctrl G lên. Đó, tắt cái này đã. Gì đây mình cho lên đi. Rồi. Convert small object này, mình đưa về dạng bức ảnh bình thường. Lúc này thì bắt đầu mình sẽ
blend, mình sẽ thực hiện blend tẩy mụn nước của cái bức ảnh này. Thì bây giờ mình sẽ tẩy mụn sử dụng công cụ Spec Tool hay là công cụ Smoke Brush để tẩy cho nó hết đi khi mình xin nữa được. Các bạn nên tẩy từ từ nhé. Đó. Ok, về cơ bản mụn thế này là ok rồi. Rồi ok, làm tạm này nhá. Tiếp đến là mình sẽ Ctrl Z cái này lên. Sẽ nhân đôi cái layer này và kích và chọn cái layer vừa nhân đôi, mình kích và mình tắt cái layer cũ đi. Nếu vào mình vào filter à, vẫn bật layer cũ. Mình vào filter chọn Wikis, phím tắt là Leave Free, phím tắt là Shift Ctrl X, đúng không? À. Cái gì lầm lỗi đây à? Chọn layer filter chọn Wikis. Lúc này mình sẽ tích vào một adaptation, mọi thông số các bạn làm như này cho mình. Rồi bầu bút size 500 như bút size 100. Ở dưới tích và chọn đây. Rồi, opacity các bạn tích vào chỗ show background, chỗ opacity 50 đúng không? Để cái mục đích của này là gì, để mình có thể kéo giãn được cái người ra để nó hiệu ứng tan vỡ. Đây mình giãn này. Mình có thể chọn đầu bút nó lớn hơn để tạo cái độ giãn của nó đẹp hơn. Mục đích là mình càng kéo ra bao nhiêu thì độ opacity nó càng mở bấy nhiêu, cho nên mình cho nó vụ ra nó sẽ bay đâu. Đừng thắc mắc nhé, đừng thắc mắc tại sao nó lại xấu như vậy thì mình tẹo lại vẫn hiểu lý do. Ok, làm như này thôi. Rồi ok, các bạn mình nhấn ok cho mình. Đó, mọi số ở đây sau khi ấy đã được như này đúng không? Bây giờ mình sẽ đây là mình sẽ kích chọn cái layer vừa ấy xong, mình sẽ đẩy xuống phía dưới à, đấy cứ để giữ nguyên, rồi mình tích và chọn để cho một layer mask cho cái này. Đây chính là layer mask, hoặc là vào chỗ layer chọn layer mask, chọn VAL để tạo ra một layer mask. Lúc này mình sẽ đổ màu đen cho layer mask, nó này nhấn Shift F5 và chọn Black. Black màu đen đúng không? Nhấn OK thì nó mất đi rồi. Vì trong công cụ Brush thì trong cái bài này mà để tạo hiệu ứng vỡ thế thì công cụ Brush mình sẽ phải chọn cái loại Brush mình thích, chọn ở bảng đầu bút. Hay ở bên này thì nó có cái bảng công cụ cho Brush, đó là đây, chính là bảng Brush đây. Đó. Thì đây mình cứ chút chọn bảng ở đây cho bảng thông dụng nhất. Thì trong này là mình đã loát một số cái đầu bút để mình chuyên làm hiệu ứng này rồi. Thì cái mà hiệu ứng để làm những cái đầu bút này thì nó ở đây. Đây chính là những cái hiệu ứng để làm những cái ố đấy. Đó. Ok. Mình bây giờ mình sẽ chọn một cái đầu bút. Đó. Ở đây mà chí. Rất nhiều đầu bút rồi. Ok, cái đầu bút này đi. Thì ở đây bạn cho mình ví dụ như layer mask của mình là màu đen, thì để mà lấy lại được cái lịch sử thì mình sẽ phải cho cái này là màu trắng, đúng không? Mình dùng phím X để chuyển đi chuyển lại và nhấn D để nó đưa về màu cơ bản. À, mình tích in đâu thì nó sẽ hiện đến đấy. Ví dụ như ở đây opacity mình đang để là 50. Opacity mình để là 50 thì mình cho lên 100 đi, thì cho nó hiện cho nó rõ. Ví dụ như ở đây. Ở đây mình tích thì nó hiện ra đây, thế này toàn vỡ, có thể cho bé lại. Các bạn nhớ và chọn vào layer mask nhé, chọn vào layer mask rồi mình mới dùng công cụ brush để tích. Rồi để những hiệu ứng thì mình sẽ chọn nhiều loại đầu bút khác nhau mà có thể xoay góc. Ở đây mình có thể xoay góc nữa.
thể xoay góc ở trên này cho đầu bút nó khác đi. Chọn những đầu bút khác nhau. Lúc này mình sẽ bật layer lên lên. Đúng không? Đây chính là kết quả với mình là. Thì về những cái nó thừa thừa này thì mình sẽ đổi chiều nó đi, chọn brush. Chọn brush và chọn cái bút brush nó phù hợp để mình có thể xóa dễ dàng nhất. Mình sẽ cho to lên. Đây, nhớ là ở đây là cái layer mask mình là màu đen thì mình sẽ chuyển cái này sang màu đen để xóa đi. Đó, hơi to. Ở đây mình thích mình chọn công cụ brush, mình chọn brush ở những cái đầu tiên. Đây. Mình sẽ xóa zig zag nhỉ. Cho lỗi của đầu bút rồi. Đây, mình sẽ chọn đầu bút mờ một chút để xóa cho nó không bị mất nhiều chi tiết. Ok. Mình xóa những cái phần mà nó bị ăn vào tay đi. Nên mình làm thì nó không được ấy cho lắm, các bạn làm từ từ để lấy được cái đẹp của nó ấy. Ok. Xịt rồi. Mình đây thì làm gọi là cơ bản hiệu ứng tan vỡ. Thì để mà hiệu chỉnh được cái màu của nó thì các bạn có thể chọn vào ảnh, đúng không? Vào chỗ filter, chọn camera raw filter để mình có thể chỉnh được màu. Ok. Để chỉnh màu nó vỡ, như vỡ này thì không thật nữa nên để màu gốc thì nó sẽ tốt hơn. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm cái gì đây? Mình sẽ ghép cái, mình sẽ blend ra đã, đúng không? Mình sẽ blend ra cho cái khuôn mặt này. Để blend ra thì mình cũng phải sử dụng một tiếp một layer mask. Đúng, bây giờ mình kích vào. Mình sẽ tạo ra một layer mới và vào solid color. Kích vào đây chọn solid color. Mình sẽ chọn một cái màu da hồng hào. Ok. Ở đây mình normal, mình chọn vào chế độ sona, chế độ hòa trộn và solid color mình có thể giảm xuống. Đó. Rồi, ok. Mình có thể giảm xuống như này. Tiếp theo là mình chọn vào cái layer. Đây mình lấy nhấn CF5 đưa về black. Đó. Dùng công cụ brush tô vào những cái vùng da mình cần là hồng. Mình phải chọn được chế độ này này, màu trắng và màu đen. Đó. Đẹp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ra opacity của đầu bút lên, tô vào những cái vùng da mình cần nó hồng. Mình chọn đầu bút mờ để cho nó có thể có độ chuyển da đẹp hơn. Ok. Chỉnh xong cái bước này thì mình sẽ gộp những cái layer này lại thành một crop. Gộp cái này thành một crop. Đặt tên là crop 1 đi. Rồi bây giờ tiếp đó là mình sẽ phủ lại cái nền đằng sau. Nền đằng sau, ví dụ trong cái này thì có cái nền đằng sau của cái bức ảnh này. Nó chính là cái này. Ví dụ như đây. Thì cái bước này mình sẽ tắt đi, mình sẽ bật nền đằng sau và mình sẽ xóa
có tác dụng là mình phải xóa đi đúng không? Đây mình sẽ phải bù lại cho cái này mình dùng công cụ là ok. Mình bật lên. Rồi, kéo to lên. Là người ta mình sẽ phải copy cái lens nó ra. Tạo cho nó, mình đang tạo cho nó một cái lens giả dựa trên cái lens thật. Ok. Đó, mình sẽ làm tương tự như này. Rồi mình sẽ bật cái layer lên. Đó. Mình sẽ tắt cái layer gốc đi. Fuck. Tại cái này này. Đây, mình chọn cái layer này xem nào. Mình sẽ phải dùng cái gì? Dùng tiếp brush. Dùng tiếp cái công cụ brush và tạo một layer mask cho nó nữa. Đây. Này để xóa đi. Cái đầu bút này. Chết rồi, làm lỗi rồi. Này làm này để anh em hiểu là được. Bớt rồi. Đó, lúc này mình sẽ kích vào cái này mình chọn mình xóa đi. Để nó như là vỡ thật đúng Ctrl L Shift E để gộp tất cả thành một cái bức ảnh. Chọn cái layer đầu. Ctrl L Shift E. Đó. Bây giờ mình sẽ blend cái bức ảnh. Thì sử dụng filter vertical này. Thôi mình sẽ làm phần 2 vậy. Mình đây thì mệt quá. Bỏ lại nha.